Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video của mình. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái mẹo để làm sao chống say xe hiệu quả. Say xe là một trong những căn bệnh rất là khó chịu đối với chúng ta khi chúng ta phải đi di chuyển quãng đường dài. Vậy làm thế nào để chống say xe hiệu quả? Các bạn hãy chú ý đón xem video của mình nhé. Thứ nhất đó là không nên nhịn đói khi đi xe. Khi chúng ta phải di chuyển quãng đường dài, chúng ta không nên để dạ dày của mình bị đói quá. Làm như vậy thì rất dễ bị say xe. Và ngược lại cũng không nên ăn no quá khi chúng ta đi xe. Làm như vậy thì dạ dày chúng ta sẽ phải hoạt động rất là vất vả, làm cho chúng ta rất dễ bị say xe hơn. Cách thứ hai đó là uống thuốc chống say. Trước khi di chuyển khoảng 40 phút thì chúng ta có thể uống thuốc chống say và kèm theo uống thuốc B1 cùng với nước ấm để bổ sung vitamin trước khi di chuyển. Cách thứ ba đó là nhìn ra xa. Khi các bạn bị say xe thì chúng ta nên chọn hàng ghế ở phía gần đầu xe hơn, vì ngồi ở gần đầu xe thì sẽ tránh bị say xe hơn. Và đặc biệt là trong quá trình di chuyển, chúng ta không nên nhìn gần các vật nhìn gần như là điện thoại hay là đọc sách, hoặc là nhìn các vật quá gần. Chúng ta nên tập trung mắt vào nhìn những điểm ở xa bên ngoài cửa sổ. Làm như vậy não bộ sẽ tỉnh táo hơn và chống say xe nhiều hơn. Cách thứ tư mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là bấm huyệt để chống say xe. Có hai cái huyệt rất là quan trọng để chống say xe, đó là huyệt nội quan và huyệt hợp cốc. Thì các bạn hãy chú ý tìm cái huyệt nội quan. Huyệt nội quan là cái huyệt ở giữa hai cái đường gân ở cổ tay chúng ta này. Chúng ta có thể dùng tay chúng ta bấm hai cái huyệt nội quan này, tác dụng chống say xe rất là hiệu quả. Hoặc ra ngoài ra các bạn có thể bấm huyệt hợp cốc này. Đây các bạn để ý này, đây là huyệt hợp cốc, chúng ta có thể day bấm thì sẽ có tác dụng trong cái việc chống say xe. Cách thứ năm đó là dùng gừng tươi. Các bạn có thể lấy một miếng gừng tươi chúng ta dán vào vùng rốn và lấy băng dính chúng ta dính lại trong quá trình di chuyển. Làm như vậy sẽ có tác dụng chống say xe. Hoặc là chúng ta có thể là ngậm một miếng gừng tươi trong miệng trong khi di chuyển. Làm như vậy thì tác dụng say xe sẽ rất là hiệu quả. Cách thứ sáu đó là dùng vỏ cam quýt hoặc là vỏ chanh. Chúng ta có thể lấy những vỏ cam quýt hoặc vỏ chanh này, chúng ta vò đi và để lên mũi ngửi. Cái tinh dầu trong cái vỏ cam quýt hoặc vỏ chanh này sẽ có tác dụng chống buồn nôn rất là hiệu quả. Cách thứ bảy đó là chuyển hướng sự chú ý. Chúng ta có thể là chuyển hướng sự chú ý của mình bằng cách nghĩ đến một cái việc gì đó. Ví dụ như là giải quyết công nợ này, giải quyết công việc từ xa này, làm thế nào để giảm cân, làm thế nào để tăng cân này, làm thế nào để chạy bộ này, đấy là vân vân. Đó là những cách để chúng ta suy nghĩ, giúp cho đầu óc chúng ta tránh tập trung đến cái việc chúng ta đang đi trên xe nữa. Hoặc là chúng ta có thể dùng một cách đó là lấy thắt lưng, thắt tương đối là chặt cái bụng lại. Thắt chặt bụng như vậy làm cho các cơ quan nội tạng của chúng ta nó sẽ được chặt hơn và tránh cái sự di chuyển tự do trong khoang bụng. Cái việc này sẽ rất dễ gây cảm giác buồn nôn, nên chúng ta hãy dùng thắt lưng, chúng ta thắt chặt lại một chút nhé. Cách thứ 8 đó là chú ý thông gió. Thì trên xe các bạn chú ý mở các cái cửa thông gió ra để cho trên xe nó cảm giác được thông thoáng hơn. Như vậy sẽ đỡ được cái cảm giác say xe. Ngoài ra nếu như không mở được cửa và thông gió, các bạn có thể ngồi lên để chỗ gần điều hòa. Làm như vậy cảm giác say xe cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Ngoài ra nếu như không mở được cửa nữa hoặc không ngồi được ở trên ghế đầu, các bạn có thể ngủ trong quá trình di chuyển. Cố gắng chúng ta ngủ trong quá trình di chuyển dài. Làm như vậy thì cảm giác say xe sẽ qua đi rất là nhẹ nhàng. Cách thứ 10 đó là phải chuẩn bị các phương án dự phòng. Các bạn có thể chuẩn bị những cái túi ni lông để chúng ta lên xe, tránh trường hợp chúng ta bị nôn trên xe. Hoặc là trong quá trình di chuyển chúng ta hạn chế ăn uống, ăn nhiều và uống nhiều, nhất là tránh các sản phẩm từ sữa. Cách thứ 11 đó là tập thể dục thường xuyên, là giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, và cái việc vận động làm cho cơ thể chúng ta quen với việc nhào lộn, di chuyển. Như thế chúng ta sẽ rất là hiệu quả trong cái việc phòng chống say xe. Mình đã chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo để phòng tránh say xe hiệu quả. Hy vọng những cái mẹo này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình di chuyển xe bằng xe trên những quãng đường dài nhé. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè mình được biết và nhớ tặng mình một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.